Tôi nhuộm tóc mắc mớ gì đến chú. Ủa, chị em đâu có nói là em thích chị đâu. Em là nhuộm tóc không đẹp thôi mà. Tôi đẹp mà. Ủa, chị đẹp về khuôn mặt chứ đâu đẹp tóc đâu. Tóc. Thôi, bây giờ chúng ta giới thiệu về mình đi. Đầu tiên thì em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và các anh giả. Em tên là Đào Huỳnh Trung, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh làm nghề gì? Dạ em dạy em làm xây dựng anh. Em là kỹ sư xây dựng hay là sao? Dạ kỹ sư xây dựng anh. Quê ở đâu bạn? Dạ quê em ở Kon Tum và hiện tại em vô Sài Gòn sống được 9 năm rồi. Rồi, em giới thiệu đi em. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, năm nay em 24 tuổi. Em đang là nhân viên tư vấn tài chính. Mình quê ở đâu? Dạ em ở Vĩnh Long chị. Em cùng quê với chị. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà mình làm việc ở đây hay làm việc Vĩnh Long luôn? Dạ không, em làm việc ở Sài Gòn chị. Vĩnh Long dễ thương quá trời quá đất luôn. Sao chưa có bạn trai hả em? Dạ hiện tại thì em cũng có tìm hiểu một vài mối tình đó, nhưng mà nó lận đận hay sao á chị. Người thì em tìm hiểu là đã có gia đình rồi. Trời. Và người thì quen 2-3 người gì đó. Cô không hiểu tại sao. Thôi bỏ mấy cái râu ri đó qua bên đi. Bây giờ là vậy chưa có mối tình chính thức nào hết hả? Dạ đúng rồi chị. Bạn trai thì sao? Bạn trai cười thì rất là tươi, nghe nói chưa có mối tình sâu sắc nào cười. Rồi sao bạn còn bạn? Dạ em thì trước cũng có một mối tình nhưng mà giờ kết thúc cũng lâu rồi anh. Mối tình nó sâu sắc không? Dạ cũng gần tới anh. Lý do sao mình chia tay? Thì cũng có nhiều lý do đó, thì do hồi còn trẻ cũng ham chơi này nọ kia thì... Giờ còn ham chơi không? Dạ giờ ham gì chơi rồi anh. Ủa giờ già rồi hả? Dạ hết trời trâu rồi anh. 27 anh. 27, một năm hai năm nữa cũng lấy đi vợ được rồi ha. Rồi. Bây giờ mình có ưu khuyết điểm gì không? Ưu điểm của em thì nói chung thì ưu điểm cũng không biết nói sao. Ủa, sao nói vậy đi? Dạ chắc ưu điểm ít. Rồi khuyết điểm có nhiều không? Khuyết điểm thì nói chung là ngủ thì cũng hay ngáy, hay thích tụ tập bạn bè đi chơi bời. Chơi bời gì? Chơi bời là chơi gì? Dạ thì về nhà tổ chức ăn nhậu về nhà. Nhậu dữ lắm hả? Dạ không, lâu lâu cũng nhậu, tuần hai tuần tháng nhậu. Trong xây dựng này nhậu dữ lắm nè. Dạ có luôn anh. Rồi bạn gái có ưu điểm gì? Ưu điểm của em thì em cũng biết nấu ăn, em có thể chơi thể thao một số môn. Môn gì, môn gì? Dạ em có thể chơi cầu lông rồi đá bóng chẳng hạn. Trời đá bóng luôn hả? Tướng gì mà chơi đá bóng hả? Vị trí nào em? Dạ thủ môn anh ơi. Trời ơi. Nhìn là hết hồn luôn. Rồi khuyết điểm của mình là gì? Dạ khuyết điểm em thì hơi nhiều. Dạ em thì hơi nóng tính. Lại tính em nó hay quên lắm. Nhiều khi em hay quên tên người khác mới nói em lại quên mất tiêu. Nãy giờ em biết anh bển tên gì không? Em quên được chị. Nói lại anh ơi, tao quên rồi. Tên Trung bạn ơi. Dạ, dạ chào Trung. Anh Trung. Trung TR. Trung đó nha, nhớ nha. Dạ em nhớ rồi anh ơi. Nhớ nha. Chị cũng hay quên lắm. Còn em muốn đi tìm một đối tượng của mình như thế nào? Dạ một người phụ nữ nói chung là biết lo cho gia đình. Phụ nữ nào cũng biết lo gia đình hết, cho nó khỏi lo. Hiền hòa. Dạ. Phụ nữ nào cũng hiền, không lâu có, lâu cũng người giữ không thôi. Không có xe xua. Xe xua là sao? Không xăm mình hoặc là hay là nhuộm tóc những màu nó quá sáng gì. Trời ơi, chết rồi, chết vàng, chết rồi. Màu đỏ hoặc màu gì đó, tím nữa. Nó nhuộm cho đẹp có gì đâu. Phụ nữ ta làm đẹp có sao đâu bạn. Kỳ hả? Nói chung người Việt Nam mình cứ tóc đen nó đẹp có gì đâu anh. Không thích màu gì hết hả? Dạ không. Giờ cái xu hướng mới là các bạn trẻ hay xăm chút xíu không được hả? Xăm nhẹ mà xăm ở đâu nhỏ không sao, nhưng mà xăm lớn có gì nó ghê quá. Ủa tôi nhuộm tóc mắc mớ gì đến chú. Ủa chị em đâu có nói là em thích chị đâu. Em là nhuộm tóc không đẹp thôi mà. Tôi đẹp mà. Ủa chị đẹp về khuôn mặt chứ đâu đẹp tóc đâu. Tóc nhuộm là xấu. Không phải xấu mà là em không thích nhuộm tóc chứ không phải là xấu. Đen quá vậy. Dạ phơi nắng mà chị. Làm gì mà qua chơi đàn trai dữ vậy? Ủa ai biểu chê tóc tôi không đẹp chi? Thôi trả thù. Không nói vậy thôi chứ lỗ tai này tướng này giàu lắm nè. Làm kỹ sư có nhà chưa? Dạ nhà thì ba mẹ cũng mua cho ở rồi. Sao mình đi làm bao nhiêu năm không tự mua được mà phải nhờ ba mẹ? Dạ không phải, ba mẹ muốn cho mình ở trong đó. Để ba mẹ vô ở ra vô á. Thì em sắp tới em cũng mua một căn hộ mới là sửa chữa nâng cấp nhà lại. Có tài năng gì không? Có tài năng em gì? Thì tài năng không, em chẳng có tài năng gì hết. Không hát thì hát dở, nói chung thì... Cô bên đây cô gái Vĩnh Long đẹp cực kỳ. Dạ. Nói vậy đó là hiểu rồi. Bài ca xây dựng đi, đúng nghề em đi em. Dạ, bài ca xây dựng hát được. Được. Rồi làm đi. Bạn đời ơi, bạn có nghe sang niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta là lên đường đến những chân trời mới. Tình yêu của đôi ta về ngôi nhà hằng mong ước sẽ tràn hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn. Bạn đời ơi, hãy tin, hãy yêu và hát cùng chúng tôi những người thợ xây tình yêu cuộc đời mới. Đó, hát gì được rồi. Mà nó nghe nè. Dạ. Thấy ông này làm như dơ không sạch ta.
Sao dơ sạc chị? Do anh đèn cái pha mới vô. Mới đi làm về luôn hả? Cái nón này là sao đem lên đây làm chi? Em thì sáng không trần nhưng mà em về tắm rồi mới qua đây. Có tắm chưa? Dạ có rồi. Rồi cái kia là cái gì vậy? Dạ anh chim. Nhưng mà để làm cái gì? Thì tặng bạn gái. À tặng dạ. Gặp mặt tặng chim. Dạ. Gặp đàn trai quá, đàn trai cũng ngon lắm chứ mà luận giỡn hả? Kỹ sư xây dựng hát hay. Bù thấy bà chim đẹp ngon, nữa. Có con chim này. Chào em gái, trời dễ thương quá. Kỹ sư xây dựng có con chim đẹp. Chưa biết có hẹn hò được hay không, thấy lời có con chim là được. Chim có bông hay là chim chim thiệt mà. Chim thiệt. Chim thiệt luôn. Ừ, thấy chim thiệt chưa? Vậy dạ, đừng làm chết con chim ảnh nha. Dạ chim thiệt thì em năng niu lắm, anh không để cho chết rồi. À, em không thích gì ở người đàn ông? Dạ, em không thích là người nam mà ngồi cứ rung đùi, rung chân, lắc ghế vậy à. Ủa cái vụ đó đâu ảnh hưởng gì tới cuộc sống đâu. Có một bài là... hát mình ngồi mình rung đùi, mình ngồi mình rung chân, cứ rung cái rung 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 bình thường mà. Không anh, ví dụ như rung đùi thì ở nhà mình có thể rung đùi được, nhưng mà mình đến một cái nơi nào đó là hay là mình đi ngồi ăn tiệc gì đó mình ngồi mình rung đùi vậy nó kỳ lắm anh. Thôi ừ, cũng được hả? Còn gì nữa không? Không, em không dạ em không thích ngửa dơ. Thấy chưa? Mình bảo nó dơ. Không có dơ, tại em nói thôi chứ làm gì dơ. Em không thích người để móng tay dài. Dạ, con hỏi nhau rồi. Có không? Cái này người ta đi nắng nó đen thôi chứ không phải. Có để móng tay dài không? Có móng thôi. Là để một móng dài hả? Một móng dài thôi khúc hả? Móng ngón nào anh? Ngón cái, để gãi mà. Vậy phải cắt nó được anh. Rồi, còn yêu cầu gì nữa không? À, dạ, cao trên 1m65. Cao 1m65. Đừng đen quá chứ đừng thấy gì. Ừ, dạ, ta làm công trình mà. Hói nữa hả? Ủa sao mà, cô này có thích gì lạ ta? Người ta rung đùi thì kệ, người ta hói thì kệ, người ta miễn sao ta lo cho tốt là được rồi. Dạ là ngay từ đầu em không thích, em không ấn tượng là không có chọn được rồi đó anh. À dạ. Dạ. Mà thường đặc biệt mấy người đến tay tốt lắm em ơi. Anh chỉ nói vậy thôi. Đó là quyền của người ta, giờ người ta không thích thì chịu thôi chứ biết sao. Nãy có mấy người dưới đang ngồi rung chân nghe cô nói. Chứ tự nhiên của họ mà, chứ tự nhiên đó cái anh bên đó mặc mới người ta nhuộm tóc anh không thích. Đúng không? Bên đây rung đùi người ta không thích. Sở thích riêng chị ơi. Rồi. Rồi. Nãy giờ cô ấy đưa ra cái tiêu chuẩn vậy em thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ nói chung về chiều cao thì em khả năng em được. Còn mấy thứ kia? Còn đen thì em chắc em đen hết rồi đó, hết phần đen đó. Thì thôi chứ anh kia là công việc ổn định nè, nhà cửa ổn định nè. Dạ, mọi thứ cũng ok. Bây giờ hỏi thăm ý kiến người thân đi, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với ba, với mẹ, với chị của em chị. Dạ, chào cô chú. Cô thấy tình hình con rể tương lai có được không cô? Về ngoài thì thấy cũng được, nhưng mà giờ ăn thua hai trẻ thì hãy nó hợp nhau thì tiến tới thôi chứ người lớn mình chỉ chứng kiến thôi. Nhưng mà cô dạ. Có đưa ra cái tiêu chuẩn gì trước khi mà đến đây không cô? Chú có ý kiến gì không chú? Thì thấy bạn nam này thấy cũng thành thật cũng được, thì tôi có nhiều ý kiến vậy thôi. Trung nói chuyện với cô chú đi, nói chuyện với hai bác đi. Dạ thì trước thì có hai bác thì và có chị và chung có khán giả thì con cũng xin phép hai bác xuống thăm nhà hai bác, nếu ba mẹ con rảnh rỗi con mời ba mẹ con xuống chơi thăm gia đình hai bác luôn. Dạ. À, Trung có đi với ai không? Em gái. Rồi em gái. À, chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. À. Em là em họ của anh Trung ạ. À. Mà em có một ý kiến thế này là anh Trung á thì nói chung là tính anh cũng hơi nóng tính một chút xíu, nhưng mà thực ra thì cũng sống tình cảm. Em cũng mong là hai người có thể đến được với nhau ạ. À, nhưng mà em nhận xét chị gái bên này như thế nào? Nói chung là mọi cái em thấy đều là tốt hết ạ. À. Rồi, mình cũng nghe ý kiến người thân ở trơn này ha. Bây giờ dạ. Giây phút gặp mặt nhau nha. Rồi, bắt đầu. Tặng chim đi chứ còn chần chờ gì nữa. Để con chim tặng bạn. Dạ, đúng rồi. Thích không em? Lần đầu tiên tôi mới thấy trong tình yêu, lần đầu tiên gặp mặt tặng chim cũng lạ. Sao ta? Dạ, hiện tại thì anh đang sống với anh chị hay là sống một mình? Hiện tại thì mình đang sống với em trai. Anh với mình gì đây? Mình là trả chim lại à? Tự tin lên, chỉ lấy vợ mà mình. Em có gì hỏi thêm không? Cứ hỏi anh sẽ trả lời hết cho em những gì em muốn. Vậy anh có gì hỏi em không? Nói chung là nhìn em cũng rất là dễ thương. Nói chung lần đầu nhìn em nói chung là quật mà suy nghĩ anh nghĩ dạ, dễ thương. Cảm ơn. Lúc nãy em cũng nghe em gái nói là anh nóng tính đấy, tại vì tính em cũng hơi nóng tính, nhưng mà nếu mà có việc gì anh có nhường em không? Thì mình nói thật ra thì nóng thì cũng phải có đúng cái nóng thôi, còn nếu mà hai người đều nóng thì mỗi người nhịn nhau một cái mết nóng rồi nói chuyện tiếp chứ. Nhưng mà người nào sẽ nhịn? Nói chung bạn nóng mình lâu ngày mình chơi chán rồi bạn hết nóng mình về. Rồi mọi người nói một câu thật là tình cảm, chúng ta sẽ kết thúc cuộc nói chuyện. Anh thì không, anh nói không có hay, không có giỏi, nhưng mà nói chung thì kỳ đất hoài. Đâu có chị. Bây giờ mình nghĩ sao, tận đáy lòng bây giờ mình cảm nhận cô ấy thế nào? Nó có rung động chưa?
Nói chung thì thấy bạn gái cũng rất thật xinh và mình cảm thấy là mình cũng đã kết bạn rồi đó. Thì có sao nữa không? Thì hết không biết nói nữa. Anh em tự nhiên qua đâu bạn ở đây, mình ở đây vậy trời. Không, thường á yêu á hay bối rối lắm. Bạn nữ, bạn cảm thấy như thế nào? À, dạ, thì đến với chương trình hôm nay thì em cũng nghĩ là ví dụ như hôm nay mình gặp lại nhau cũng là một cái duyên rồi. Thì cái tương lai như thế nào thì có thể để thời gian để trả lời tiếp cái vấn đề đó. Dạ. Hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm được quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Hơi giật mình. Rồi. Bạn nữ hình như là bấm hơi chậm. Vâng, tại vì em đến với chương trình là một điều rất là nghiêm túc, cho nên em cũng phải suy nghĩ về cho nó chu đáo một tí ạ. À. Tất cả mọi người đến đây đều có cái suy nghĩ rất là nghiêm túc. Yeah. Bởi chương trình này đã tạo cho rất nhiều người đã thành vợ thành chồng rồi, sanh có con mẹ, có cái luôn rồi. Và sự nghiêm túc đó được thể hiện ngày hôm nay chính cái nút bấm của bạn. Rồi, chúc mừng hai bạn nha. Nào, hãy cùng nhau xem phim để tìm hiểu kỹ hơn. Cảm ơn thầy. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng với các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bây giờ thấy thế nào? Run quá anh ơi. Nắm tay nhau cái coi cho hết run đi. Nắm chặt tay bạn gái. Đấy. Rồi. Chúc hai bạn sớm báo hỷ cho chúng tôi. Cầm chim anh đi xuống đi. Rồi, cái này kìa. Anh vừa nắm tay vừa giữ chim chứ. Sao gì lo chim không lo tay chứ vậy? Trời, sợ mất cái nón nữa, khổ ghê vậy đó. Vấn đề là anh đi tìm vợ, anh tìm như thế nào? Nếu mà đẹp như chị Cát Tường thì chắc cũng được rồi. Em chỉ cần bình thường giống nhã phim chút. Anh chàng kỹ sư với cô gái tư vấn tài chính ha, dễ thương. Hy vọng hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hạ Màn. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Đây, chúng ta giới thiệu về mình đi bạn. Em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Chào toàn thể quý vị khán giả. Em chào người nhà của bạn gái bên kia và chào bạn gái bên kia luôn. Quá dữ. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên Nguyễn Văn Thảo. Năm nay 29 tuổi, hiện tại em đang làm thiết kế nấn cho công ty bao bì. Em đang sống và làm việc tại Củ Chi. Quê bạn ở đâu? Dạ, quê gốc em thì ở ngoài miền Trung, nhưng mà hiện tại em có nhà riêng ở Củ Chi. Nhà riêng đó là nhà của mình hay là gia đình mình để lại? Của mình vậy, em mới mua năm ngoái. Rồi em làm gì mà em mua nhà được giỏi vậy? Cũng gặp hên nhiều. Ta làm gì hỏi người ta chi? Hỏi cho biết cái mặt trước làm. Được. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào bạn. Em tên là Nguyễn Thị Thu Lập, em 22 tuổi, hiện đang là chuyên viên tư vấn tuyển sinh đại học trực tuyến Tobica. Em quê ở Củ Chi ạ. Ồ. Nếu bây giờ mình tìm được bạn trai thì mình dự tính là bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân được? Dạ em nghĩ là khoảng 2 năm ạ. Quen tìm hiểu 2 năm rồi cưới cũng được rồi. Bạn nam thì như thế nào? Dạ càng sớm càng tốt vì tại giờ em ở một mình buồn. Anh có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình, chia tay cũng lâu lâu rồi. Lâu lâu rồi hả? Dạ. Vấn đề là anh đi tìm vợ, anh tìm như thế nào? Người ra sao? Nếu mà đẹp như chị Cát Tường thì chắc không được rồi. Em chỉ cần bình thường chút thôi. Dạ, em diễn tả đi, em có cái chuẩn mẫu người lý tưởng của em không? Em diễn tả dạ, cho nghe. Giống Nhã Phương chút. Yêu cầu cũng thấp quá hả? Dạ. Bạn nữ mình có đặt ra tiêu chuẩn bạn trai như thế nào không? Trung thực, không biết nói dối, không phải là người gia trưởng và phải biết quan tâm chia sẻ việc nhà với lại người vợ của mình. Ồ, bạn trai có biết làm việc nhà không bạn? Em tự làm, không có ai làm đâu chị. Dạ như vậy tốt quá. Rồi, còn cái gì bạn không thích ở bạn trai? Hút thuốc. Còn thuốc không? Dạ có. Lúc mà em làm việc áp lực với lại nhậu nhẹt bạn bè thì cũng có hút. Thì mình hạn chế bớt rồi từ từ mình anh bỏ. Anh hút một ngày mấy gói anh? Một ngày nửa gói em. À, hơi nhiều á. Em có thích bạn trai nhậu nhiều không? Dạ em cũng không xét quá xét nét, có thể nhậu với em được. Nhậu với em được. Ủa em muốn được mấy chai?
Một chai luôn. Một chai hả? Chai rượu hay chai bia? Chai bia. Trời ơi, có một chai mà rủ người ta nhậu hết hồn, tưởng đâu nhậu được nhiều. Mình lúc rảnh rỗi mình làm gì em? Có hay đi chơi với bạn, với bè bên ngoài cà phê, ca hát gì không? Dạ, bình thường thì cũng hay hát karaoke với lại các chị trong công ty. Dạ, vậy là hát hay lắm phải không? Dạ, em cũng từng là cây văn nghệ của lớp. Ồ, vậy bây giờ phải biểu diễn một cái mục văn nghệ liền. Em hát một đoạn thôi nha. Được rồi, đứng lên hát, mình biểu diễn luôn em. Mình một cây văn nghệ mà. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng đăng ly. Chào anh ạ. Hay quá. Cảm ơn em. Giọng hát rất là trong sáng ha, ngọt ngào ha. Dạ, em thích hát. Thích hát hả? Dạ, thích quẩy nữa. Được, nếu bây giờ mà anh không chịu bỏ thuốc thì sao? Do bản thân anh là không chịu sửa thôi, chứ em nếu quyết tâm sửa thì sẽ được. Muốn anh bỏ thuốc luôn đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì em không ngửi được mùi thuốc. Cái này quan trọng lắm em. Cô ấy không ngửi được mùi thuốc. Nhiều người ta bỏ vợ chứ không bỏ thuốc đó em. Em bỏ thuốc chứ không bỏ vợ. Được, được, được. Mừng quá. Tôi thích những cái câu mà chốt vấn đề dứt khoát vậy đó. Sướng lắm mới lấy được vợ trẻ mà rồi, đẹp dễ thương nữa. Lắm rồi nha. Mà cổ quẩy lắm nha. Anh có sức quẩy với cổ không? Nếu mà quẩy kiểu hợp hợp thì mới được. Quẩy kiểu sao là hợp? Đâu thử làm cái giống cổ không? Làm thử cút coi được không? Làm cút coi quẩy được không? Đâu có sao bạn đứng lên tự nhiên đi bạn. Đứng lên, tôi đứng với bạn. Bình thường. Đứng lên. Nào, tự tin lên. Trời ơi, đàn ông mà. Đúng rồi. Vậy chứ uống chai hai chai rồi đứng nhảy từng từng à. Rồi, bắt đầu. Gặp em từ buổi xem nhạc, quẩy luôn. Giọng ca ngọt thêm xiết bao, lời ca bỗng như lao, sao mà lòng anh thấy như nào nào. Từ khi hát vậy tôi không biết sao quẩy luôn á. Quẩy là quẩy thì sao? Ông ngồi xuống đi. Ông hát dễ thương. Hát bây giờ vậy nè, chút xíu nữa đấy. Mà kéo màn lên là cô bên này cô hát rồi anh sẽ quẩy. Chết chết mắt của tôi chi. Áp lực à, áp lực à. Mà sao móng tay để chi dài vậy anh? Em chưa kịp cắt. Về kêu anh cắt móng tay nha cưng. Dạ. Trời ơi, thằng ông để móng tay dài. Đi ai? Dạ em đi với chú. Gặp chú cái coi. Dạ xin chào Quỳnh Linh, xin chào Cát Tường. Chú thấy tình hình nãy giờ hai bạn nói chuyện nhau thấy có hợp gì không chú? Hai chú cháu đi từ Củ Chi xuống đây trời mưa nhưng mà thấy là đúng là ông trời đã ban cho Thảo một cô gái rất là toại nguyện. Đối với tôi là thấy rất là ok. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Thấy chú nói chưa, ông trời ban cho đó. Bạn gái bên đây mình có đi với ai không? Dạ, hôm nay thì em đi với ba và hai bé ở chung phòng ạ. Ồ, có ba nữa hả? Đâu ba đâu ạ? Chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường với anh em khán giả đây á. Thì nói về em trai này á, 29 tuổi là rất là vững chạc. Tướng thì cũng lịch sự, nói chuyện dễ thương thì cũng ok rồi. Chú cũng chấp nhận là hai cháu quen nhau. Dạ con cảm ơn bác. Bác góp ý là con nói chuyện lớn tiếng chút chuyện hốt. Mình đàn ông lớn xíu con. Đàn ông phải nói chuyện lớn tiếng lên. Đúng rồi, như rụt rè quá. Dạ con trước tiên là con cảm ơn bác rất là nhiều đã cho con cơ hội để tìm hiểu em. Và nếu như mà được tìm hiểu em lâu dài thì con sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể, sẽ làm một bờ vai vững chắc cho em. Cảm ơn con. Thôi cảm ơn hai ba gia đình. Bây giờ là chúng ta gặp nhau nha. Cảm không có áp lực gì hết trơn á nha. Còn áp lực không? Dạ còn. Còn nữa trời ơi. Ba ở dưới đang để ý đó, nói lớn lên đó. Thôi là không có gả con đâu. Dạ cho anh Thảo ạ. Dạ anh có món quà. Món quà này là anh tự tay làm. Dạ. Còn cái sản phẩm bên trong thì anh mua. Mở luôn tôi coi coi. Là hộp không chứ không có gì trọng á. Trời ơi trái tim. Mở nữa, mở nữa, mở luôn. Cứ đừng gắp trái tim của người ta kìa. Son. Chắc là cây son. Dạ. Trời ơi dễ thương quá. Món quà này phải cất làm kỷ niệm nha em. Dạ. Đó đẹp nhất trái tim tự tay làm. Không biết là nãy giờ trao đổi thì anh có nhớ tên em không ạ? Dạ. Em rất đa phần các bạn là ưa quên tên em lắm. Nên em cần một người nhớ tên em kỹ hơn ạ. Thì em cho anh cơ hội nhớ tên em lần nữa.
em tên là Thu Lập ạ. Rồi cái cảm nhận đầu tiên mình gặp nhau thì anh cảm nhận cô ấy như thế nào? Dạ hoàn hảo chị. Giống như lời chú nói không? Dạ giống. Em cảm nhận anh như thế nào? Em cảm nhận anh là người là thân thiện, dễ gần. Hơi nhút nhát, hơi áp lực. Em rất ấn tượng đối với các bạn trai mà hát hay, biết đàn và biết chụp hình. Anh thì chụp hình dữ dằn tại... tại vì anh làm bên thiết kế nấn á. Đa số là anh đi chụp hình về để xử lý hình ảnh. Nó nói anh chụp hình đẹp lắm, chụp hình dữ dằn. Ví dụ hồi nãy mình nói cô này hát, anh này quẩy, quẩy đi. Em mình trẻ trung mình thấy mạnh mẽ chưa? Truyền qua cái sức sống quá trời. Chưa, nó mạnh mẽ năng động vậy. Nói... lên đi, người ta đứng rồi mà mình không đứng. Thôi ý à, sắp tới em tính làm gì? Đứng lên đi, đứng quả cho người ta, nhảy nhót luôn. Đúng rồi mới được à. Anh không biết làm gì luôn á. Anh chỉ cần nghe được rồi, em cần người lắng nghe nhiều hơn. Dạ. Để em nói vậy đi, dễ chị Cát Tường chặt chém anh. Dạ. À, em hát xong thì anh trả lời nhé. Trả lời. Tại vì cái câu hát này vừa là câu hát và là vừa là lời nói luôn. Dạ. Để gắm tâm sự đó. Dạ. Hứa đi anh, hứa với em nhé anh, sẽ mãi không bao giờ anh yêu ai ngoài em. Hứa đi anh, hứa sẽ mãi chung tình, anh sẽ không bao giờ làm trái tim em phải đau. Dạ hết rồi em. Anh, cái điều đó anh có hứa được không ạ? Việc anh hứa thì anh sẽ hứa. Quầy vốn luôn. Hai bạn ngồi xuống đi. Thôi về chỗ ngồi. Thôi bây giờ mình tỏ tình đi. Nói tận đáy lòng của mình bạn trai nha. Anh tin là nếu như mà mình đến với nhau á thì anh sẽ làm tất cả những gì có thể để cho em có một bờ vai vững chắc. Anh chỉ muốn là em tiếp nhận, em chấp nhận anh làm bạn trai rồi để anh có cơ hội thể hiện. Được. Hay quá. Tên gì? Bạn gái tên gì? Nhớ không? Dạ, bạn gái tên Lập. Gì? Cái gì Lập? Em quên cũng... Thôi cũng có vết giác em nhớ được tên Lập. Nhớ tên là được. Thu Lập. Dạ. Nha. Dù suy nghĩ như thế nào cũng ráng giữ cái trái tim bằng giấy của ảnh nha. Đặt tay lên nút bấm đi bạn. Suy nghĩ thật kỹ, không bởi tác bị tác động bởi bất cứ một điều gì cả. Không vì cây son hay không vì trái tim bằng giấy. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Ê, giờ mới thở vào nhẹ nhõm. Thở vào nhẹ nhõm. Nắm tay nhau đi. Tay mắm. Đây, những chiếc vé xem phim giúp các bạn có thời gian tìm hiểu kỹ hơn. Thể tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng với các hệ thống của Ở Cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, bây giờ bắt đầu chính thức mình hẹn hò này nè. Mình nói gì với ba đi. Em á. Ủa? Dạ. Nói với bác gái trai đó. Em kêu nói với ba mà. Thì giờ coi như ba tương lai đi. Dạ. Không, ở nhà em còn kêu ba bằng tía. À, tía tía chiều giờ trồng mía cho tía. Hồi lớn lên à. Con cảm ơn tía. Tiếp tục. Bắt đầu từ đây gì đó cho tụi con tìm hiểu. Bắt đầu từ đây tụi con sẽ tìm hiểu nhau một cách chín chắn. Nếu mà thành vợ thành chồng, đó điều đó là ba mẹ cũng mong muốn. Tía của Thu Lạm giờ không có gì hơn, cũng cầu chúc hai cháu để tìm hiểu nhau để đến tới hôn nhân.